Hello, welcome back to my show, my talking Tommy. Okay. Mèo chúng ta là cái loại mèo vằn. Đông cứng rồi. Đây là hổ chứ không phải là mèo nữa rồi. Chồng. Con này cái mắt này. Này cần internet. Ta sẽ thử với một cái cây ăn thịt này. Level 3 rồi. Nếu cũng không vào được. Rồi, đừng thấy vào. Đá banh. Đá ở những chỗ có tiền xu. Ok, chúng ta sẽ chơi My Center. Đây chính là cái ba nhân đi. Mình biết đồ màu. Sao kích đây được à? Đây là mũ đây. Đánh răng. Panda. Ui. Chúng ta đi. Chờ
đi vệ sinh xong tắm. Tiền thì không có rồi. Mua được một quả chuối. Rồi, hết luôn. Hết tiền, ghi mẹ. Này có trò chơi. Sắp mặt khinh khí cầu này. Trời, có đồ ăn rồi. Giờ đến chuyến du lịch, chúng ta được cung cấp đồ ăn. Pinchino. Rất nhiều đồ ăn. Pizza. Pizza này. Được 200 tiền này cũng ok. Bây giờ chính là mini game. Mini game nào bây giờ? Để coi cái này được. Nhảy quá. Không thể nhảy được. Bữa game khó chơi thế. Game này là mình nhớ đến trò Sonic. Sonic Jam. Thật là đen đủi. Ngoài ăn ra còn game có cái tên cái gì không? Chả có tên gì. My Angel. Mini game sao? Cái này không chơi đâu. Chúng ta mình nhớ đuổi. Đổi trang phục. Nói chung như là chúng ta tóc nào cũng xinh.
Làm tí phấn trang điểm nhỉ. À cái này cái kẻ mắt. Ui mình lại tưởng là cái gì. Kẻ mắt phải kẻ màu xanh mới đúng chứ nhỉ. Đây là cái màu xanh này. Đồng màu với màu mắt. Phấn son này một chút tô thôi. Xinh đấy. À, cái này cái gì? À, ui, cái này cái trang điểm. Trang điểm rất là cầu kỳ. Ok. Xinh đẹp. Chơi. Đánh răng, có đánh răng. Côn gác mắc phét đây. Lấy gì? Ta chơi em. Hè. Chuột người ngoài hành tinh. Chuột này không phải là trái đất đâu. Tiền rồi. Mua đồ ăn kìa. Cái gì chơi đồ ăn. Chuột chơi đồ ăn. Chưa tắm hết à? Phần trăm này vẫn chưa được rồi. Lily. Tiếp tục nó là một cái bạn khác. Bạn này mình không đặt tên. Vào mà happy birthday luôn. Cái này cái gì? Chọn trang phục này. Này mèo này. Mình sẽ chọn mèo. Mèo nào bây giờ. Màu này xinh nhỉ. Kiểu tóc nữa này. Ui dồi.
Tóc nhí mình lại quá. Trang phục này, trang phục này là đẹp nè. Đẹp. Chọn rồi nha. Mình thích cái trang phục Giáng sinh này. Đóng băng luôn. Không nhìn được cái gì. Nè. Mèo bu bu. Tông mất rồi. Cái này phải nấu ăn nè. Nhiều gói thế. King Maria. Ok. Tắm này. Mắt như kiểu đau mắt này. Wow. Poppa. Nope.
sạch chứ. Mà ní mà không được. Không được 3 sao rồi. Rất là luẩn quẩn. Yes. Úi xưa, may quá. Mèo cần đi vệ sinh. Được rồi. Pet nè. Ui. Bắn vào chú này. Chúng ta sẽ chơi cái trò lô tô này một tiếng.